Dạ, xin chào thầy và các bạn. Em tên là Phạm Minh Thắng, hệ số sinh viên là 1816152. Hôm nay em xin trình bày bài tập số 10 mà thầy đã giao. Bài tập một ứng dụng kết nối hai bộ vi điều khiển BIC16F857 tùy chọn tần số và nguồn dao động trong hoặc ngoài và qua UART dùng đường truyền RS232 giao thức 9600 bps và 8 bit dữ liệu một stop không kiểm tra chẵn lẻ yêu cầu cụ thể. Trên bộ vi điều khiển một có nút run đối với RD0, nút stop đối với RD1 và một led đơn tên gọi status đối với RD2. Và trên bộ vi điều khiển 2 có một led đơn tên gọi là blink được nối với RD0 và nhấn nút run để nhấp nháy led là blink và sáng một giây tắt một giây liên tục, nhấn nút stop để tắt led blink, led status sáng khi led mà led blink đang nhấp nháy và tắt khi led blink tắt. Trạng thái của led status được hồi tiếp từ vi điều khiển 2 về vi điều khiển 1. Viết chương câu A, viết chương trình C cho vi điều khiển 1 và câu B là viết chương trình C cho vi điều khiển 2. Đó, thì đây là phần mô phỏng của em. Thì em sẽ sang phần viết code. Thì đầu tiên ở chương trình nào cũng vậy, đầu tiên mình phải vào khai báo bit khai báo xung thạch anh, khai báo các thông số, các chân của bit 16857 và các chân pin đi 0D1D2 nối với lại cái chân của bit là nối với lại run stop status theo như đề bài đã giao. Và tiếp đó theo là in 8 DLG và DLN, sau đó vào hàm chính em sẽ chiếc chân D là 0 0x03 và cho ra output trạng thái lao. Và em tiếp tục sử dụng vòng lặp while, có định vòng lặp một while. Và nếu như mà kbhit bằng 1 thì chương trình sẽ thực hiện dln bằng get, và nếu như mà dln bằng h thì sẽ cho ra trạng thái ở mức cao, và nếu như mà trường hợp khác thì dln sẽ ở trạng thái là lao, là tắt là l, sau đó output lao trạng thái mức thấp. Và nếu như mà elif thì input sẽ cho vào là run bằng 0 và sau đó delay 20 mili giây. Và tiếp đến là vào lặp if input run bằng 0, và khi mà qua input run bằng 0 thì sẽ DLG sẽ bằng 1 vào với lại DLG. Thì đó là phần phần viết code cho cái bảng vi điều khiển đầu tiên. Thì tiếp theo là phần viết code của câu thứ hai. Và thì đầu tiên khai báo, mình khai báo tương tự y chang như bài như phòng binh như phòng vừa rồi, chỉ khác ở chỗ là đối chân pin E0 của con vi điều khiển này nối với lại led và unsigned ký hiệu in 8 DON và hàm chính. Ở đây em sẽ trích chân E là 0 và khi mà nó đúng thì cho ra output lao, đèn led ở mức lao. Và nếu như mà kbhit bằng 0 thì đánh dấu td, để lát nữa mình sẽ sử dụng. Thì khi nếu như mà dln bằng 0 thì output lao, đèn led sẽ mức lao ở mức thấp và delay 1000 mili giây. Thì bus c bus
L với L và quay về TD lúc nãy ta đánh dấu. Và sau đó là đánh dấu lập. Và nếu như mà KH KBHIT bằng 1 thì quay về TD và cho trạng thái ra ở mức đảo led và quay về delay 1000 mili giây. Mà nếu như mà DON bằng 1 thì bớt bớt H và quay về lập. Đó là phần mô phỏng và đó là phần giải thích code, và còn đây là phần bản mô phỏng. Thì bài này em gặp một trường hợp là khi em review thì nó lại máy em nó lại bị đứng, không biết lý do tại sao. Thì phần trình bày của em đến đây xin được kết thúc. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã quan tâm lắng nghe.